quý vị, vào dịp cận Tết, nhiều bạn trẻ có nhu cầu tìm kiếm các công việc làm thêm để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, đây cũng là dịp nhiều bẫy làm việc ảo được dăng ra trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, câu chuyện một sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm bị lừa bán sang Campuchia đang gây xôn xao trong cộng đồng các trường đại học. Trong số podcast ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi lắng nghe lời kể từ nạn nhân đã từng rơi vào bẫy lừa đảo của những kẻ buôn người. Tôi đang học năm 3 của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, cần tìm việc làm thêm để đỡ phải xin tiền của mẹ. Tôi lên mạng gõ từ khóa việc làm thêm và tìm thấy thông tin một hệ thống rạp chiếu phim đăng tuyển thông qua một quảng cáo trên Facebook. Messenger của họ chạy tự động, hỏi han về việc tôi muốn ứng tuyển hay không và rất nhanh chóng hỗ trợ tôi, hứa hẹn bố trí việc làm cho ứng viên ở khu vực gần nhất. Mức lương họ đưa ra còn trên cả mong đợi của một sinh viên như tôi, từ 25 tới 30 ngàn đồng một giờ. Tôi đã rất mừng khi họ cho số Zalo của anh Tuấn để kết bạn và trao đổi. Lúc đó tôi có giữ suy nghĩ, càng nhanh càng tốt, không lại mất chỗ. Anh Tuấn đấy cũng rất nhanh, những câu trả lời lúc nào cũng mau mắn và thân thiện. Anh này chốt lịch phỏng vấn ngay chiều hôm sau ở một nơi trên đường số 3, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, tôi hồi hộp đi phỏng vấn. Trước căn nhà đó có cái bảng chân sắt, trên đó ghi hời hợt mấy chữ công ty tuyển dụng Akari. Bên trong rất tạm bợ, có vài cái ghế nhựa cho ứng viên ngồi. Chị lễ tân gọi tôi vào kiểm tra thư mời mà anh Tuấn gửi. Sau đó chị hướng dẫn tôi làm hồ sơ, phí 30.000 đồng cho một tờ giấy in sẵn. Tiếc đứt ruột nhưng sợ mất chỗ làm nên tôi cũng cắn răng mua luôn. Trong phòng lúc này có một bạn ứng viên khác ra vẻ căng thẳng. Tôi bắt chuyện thì chị nhân viên tỏ ra khó chịu, không cho nói chuyện với nhau. Rồi một chị đưa tôi lên lầu phỏng vấn riêng. Chị nói lầu lầu, tôi không kịp nghe, không kịp hiểu. Rồi chị giục tôi ký quỹ mua đồng phục hết 580.000 đồng và cam kết sẽ hoàn trả 100% cho mình sau khi làm việc đủ 30 ngày. Nhanh lên, có nhiều người khác đang chờ, chị hối. 580.000 đồng với một sinh viên như tôi là khoản tiền lớn, nhưng sức hấp dẫn của công việc sắp tới còn hấp dẫn hơn. Tôi chỉ ngần ngừ một lúc rồi đồng ý, không kịp nghĩ gì nhiều. Vài ứng viên khác cũng vậy, háo hức nhưng không đủ tiền, phải gọi điện thoại về nhà xin cứ việc. Nhưng vẫn chưa xong, họ còn yêu cầu đóng thêm phí thẻ nhân viên 300.000 đồng để đeo khi đi làm. Đã trót rồi, tôi cố thêm lần nữa. Cuối cùng, họ gọi tôi lên phòng hoàn tất hợp đồng và lại yêu cầu đóng thêm 120.000 đồng để làm giấy khám sức khỏe. Tôi bảo sẽ tự đi khám. Một anh nhân viên chặt mặt ngầu cằn nhằn, sao không nói ngay từ đầu. Tới lúc này tôi thấy rõ sự bất ổn, lý trí mách bảo nên dừng lại. Tôi gặp một anh nhân viên nói em muốn hủy hợp đồng. Anh này lớn tuổi, to con, dắt tôi vào một phòng trống khác. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi bày tỏ lý do, tôi thấy lo lắng và yêu cầu hoàn lại tiền. Tôi nói về việc bất thường khi họ liên tiếp yêu cầu đóng quá nhiều tiền, một bản hợp đồng với nhiều lỗi. Anh ta luôn miệng nói tôi đa nghi quá, nói là em cứ làm đủ 30 ngày đi rồi qua đây, anh trả 100% tiền ký quỹ, tiền thẻ nhân viên cho em. Nói qua nói lại 10 câu, anh ta bắt đầu trợn mắt, bẻ ngón tay rôm rốt như phim Rambo, tiếc tiền, uất ức, tôi quyết đòi lại tiền vừa mới đóng. Còn bên phía anh cao to vẫn cù dày cù nhựa, bảo chỉ được hoàn lại 75% số tiền ký quỹ đồng phục, còn tiền thẻ nhân viên do không ghi trong hợp đồng nên không chịu trách nhiệm. Nghe vậy tôi cũng hiểu, 300.000 đồng đi về nơi xa lắm rồi. Và cuối cùng, họ đưa cho tôi cái giấy hẹn, ghi đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, họ sẽ giải quyết chuyện tiền. Tôi mang ấm ức kể với người thân, thì được nghe những lời giải thích rằng, nhiều công ty tuyển dụng đàng hoàng sẽ không thu bất kỳ phí gì khi phỏng vấn, cũng không gọi đi phỏng vấn ở nơi khác và không tuyển nhân viên thông qua bên thứ ba. Và chờ đến ngày hẹn kia thì nhóm tuyển dụng đã dọn đi nơi khác. Người không mảy may nghi ngờ gì thì chờ mãi cũng không nhận được việc và có lương. Bên tuyển dụng thu tiền xong thì chẳng liên hệ. Còn bao nhiêu bạn trẻ bị lừa đảo như tôi, mong cơ quan chức năng vào cuộc để dẹp đi những kiểu thu nhập bất chính
bằng chiêu bẩn như thế này, giúp giới trẻ chúng tôi có con đường vào đời mà không vướng vào lừa lọc cạm bẫy. Hy vọng là qua câu chuyện của bạn sinh viên vừa kể trên sẽ giúp cho quý vị thính giả có thêm kinh nghiệm, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên môi trường mạng. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ trong những số lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!